Vẻ đẹp rụng tim của bạn trai tin đồn cầu hôn Hương Giang Idol. Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền nhau tin đồn ca sĩ Hương Giang Idol vừa được một chàng trai người Thái Lan cầu hôn. Vậy chàng trai đó là ai? Chàng trai cầu hôn Hương Giang được mọi người nhận ra tên là Jack. Anh từng tham gia The Fame Man tại Thái Lan mùa 1. Nhiều người nhận xét khi nhìn thấy Jack lần đầu tiên sẽ khiến bạn yêu ngay. Trong phần chọn tim, anh chàng đã khiến ba huấn luyện viên phải giơ bảng tên tranh giành. Sở hữu gương mặt và chiều cao hoàn hảo, Jack còn có nụ cười dịu dàng mê hoặc lòng người, dòng máu Lai Thái Trung khiến ngoại hình của Jack càng trở nên ấn tượng và khác biệt. Không chỉ đẹp trai, mỹ nam này còn là một soái ca đúng nghĩa với học vấn khủng và nghề nghiệp đáng mơ ước. Jack tên tiếng Trung là Su Hun Chen, Tô Thu Thành, là thạc sĩ quốc tế ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Quản lý Pantawat. Anh thông thạo 4 ngoại ngữ Trung, Thái, Nhật, Anh. Hiện Jack đang là phiên dịch viên cao cấp của các hội nghị quốc tế. Đặc biệt, anh còn rất đam mê nhiều môn thể thao như bóng rổ, bắn cung, đua thuyền và nhiếp ảnh.